Mụ đầu đen được coi là kẻ thù của rất nhiều người, vậy làm sao để tiêu diệt mụ đầu đen ở mũi một cách đơn giản và hiệu quả? Tony sẽ bật mí cho bạn một vài cách trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà qua video sau. Mụn đầu đen là gì? Nguyên nhân gây mụn đầu đen. Mụn đầu đen là loại mụn có đầu màu đen vô cùng bất thẩm mỹ. Loại mụn này khá cứng đầu, khó có thể loại bỏ trong thời gian ngắn. Mụn đầu đen hình thành do nhiều nguyên nhân khác nhau, điển hình. Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh nhưng không được vệ sinh thường xuyên, từ đó dẫn đến bít tắc lỗ chân lông, ăn uống không khoa học, sử dụng các chất kích thước, đồ uống chứa cồn, thực phẩm có tính nóng. Uống không đủ nước khiến cơ thể không thể đào thải các chất cặn bẩn, da bị tích tụ độc tố và hình thành mụn đầu đen, nội tiết rối loạn, cơ thể suy nhược. Tinh thần không thoải mái cũng là nguyên nhân dẫn đến mụn đầu đen. 5 cách trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà hiện nay. Có rất nhiều cách trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà vô cùng đơn giản nhưng mang lại kết quả tuyệt vời. Cùng Tony khám phá 5 cách trị mụn bằng nguyên liệu tự nhiên dưới đây. Trị mụn đầu đen bằng mật ong. Mật ong không chỉ làm gia vị mà nó còn là nguyên liệu làm đẹp kỳ diệu. Để trị mụn đầu đen bằng mật ong, bạn hãy thực hiện các bước như sau. Bước 1. Rửa mặt thật sạch. Tẩy da chết ở vùng mũi. Bước 2. Xông mặt với nước sạch hoặc nước sạch có nhỏ thêm vài giọt tinh dầu cho lỗ chân lông giãn nở. Bước 3. Làm ấm mật ong, sau đó thoa lên vùng cánh mũi. Massage nhẹ nhàng để loại bỏ mụn đầu đen. Bước 4. Rửa lại mặt bằng nước lạnh để da sạch sâu và lỗ chân lông se khít hơn. Trị mụn đầu đen bằng chanh. Chanh cũng là một trong số những nguyên liệu được sử dụng làm mặt nạ trị mụn đầu đen được nhiều người biết đến. Trong quả chanh có chứa axit nhẹ giúp diệt khuẩn tốt, làm giảm sưng viêm. Bước 1. Chanh tươi vắt lấy nước cốt và bỏ hạt. Bước 2. Rửa sạch mặt và xông hơi cho lỗ chân lông giãn nở, từ đó việc lấy nhân mụn đầu đen sẽ dễ dàng hơn. Bước 3. Pha một vài giọt nước cốt chanh lên vùng mũi, massage nhẹ nhàng trong vài phút. Bước 4. Rửa sạch lại phần mũi bằng nước lạnh. Bạn có thể sử dụng đá viên để thu nhỏ lỗ chân lông. Lặp lại hàng ngày, cách này sẽ giúp cải thiện tình trạng mụn đầu đen một cách đáng kể. Trị mụn đầu đen bằng trứng gà. Trứng gà một nguyên liệu trị mụn đầu đen rất hiệu quả khác mà Tony muốn bật mí trong bài viết này. Khi trứng gà luộc vừa chín tới, bạn lột vỏ rồi để cho nguội bớt. Sau đó, bạn lăn trứng trực tiếp lên phần mũi, các loại mụn đầu đen cứng đầu sẽ hoàn toàn đầu hàng. Sử dụng trứng không chỉ giúp sạch sâu mụn đầu đen ở mũi mà còn giúp cải thiện màu da, đem đến làn da mịn màng, trắng hồng. Lưu ý, để trứng gà trị mụn đầu đen hiệu quả nhất, bạn nên làm sạch da và xông hơi da mặt. Điều này sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng, dễ lấy nhân mụn hơn. Trị mụn đầu đen bằng nha đam. Nếu trong vườn nhà bạn có sẵn nha đam thì hãy sử dụng nó để trị mụn đầu đen. Đầu tiên, bạn đem lá nha đam rửa sạch, bỏ lớp vỏ xanh, sau đó xoa trực tiếp lên mũi. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nha đam với sữa chua nếu muốn làn da của mình mịn màng hơn. Phương pháp trị mụn bằng nha đam rất lành tính, bạn nên thực hiện cách này 3 lần một tuần để mang đến hiệu quả cao nhất. Cách trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà bằng baking soda được sử dụng phổ biến. Dưới đây là 2 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen với baking soda mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Cách 1. Pha bột baking soda với nước để tạo thành hỗn hợp hơi sệt rồi bôi trực tiếp lên vùng mũi. Cách 2. Trộn bột baking soda với chanh, sau đó thoa lên vùng mũi có mụn đầu đen. Trên đây là một vài cách trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà hiệu quả mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Tony hy vọng sau khi xem video này sẽ nhanh chóng loại bỏ được loại mụn này và luôn tự tin với làn da trắng sáng, mịn màng. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ bài viết cho mọi người cùng. Hãy nhấn đăng ký kênh và like để nhận được những video hay nhất từ kênh mọi người nhé.